Nguyễn Vy kính chào quý vị. Chúc quý vị có một buổi trưa cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và bạn bè. Cảm ơn quý vị luôn quan tâm dành thời gian theo dõi chương trình 60 cộng trên kênh truyền hình BRT. Trong chương trình ngày hôm nay 21 tháng 1, chúng tôi sẽ chuyển tải đến quý vị nhiều nội dung đáng chú ý. Hơn 2.000 phần quà hỗ trợ đoàn viên người lao động trong chương trình Tết Sum Vầy Xuân Chia Sẻ được Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức. Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu đảm bảo đáp ứng 100% các yêu cầu về dịch vụ điện trong dịp Tết Nguyên đán 2024. Trầm lắng thị trường Tết tại các chợ truyền thống là nội dung được chúng tôi chuyển tải trong tiêu điểm 60 cộng trưa nay. Chương trình trưa nay mở đầu với những hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, tối qua 20 tháng 1, chương trình Tết Sum Vầy Xuân Chia Sẻ được Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức, thu hút hàng ngàn đoàn viên người lao động tham gia. Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Huỳnh Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng tham dự chương trình. Trong khuôn khổ chương trình Tết Sum Vầy Xuân Chia Sẻ, Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức nhiều hoạt động. Trong đó, chợ Tết Công đoàn có hơn 50 gian hàng, cung cấp khoảng 300 dịch vụ thiết yếu, giảm giá từ 10% đến 30% so với giá thị trường, và nhiều ưu đãi dành cho đoàn viên người lao động. Ngoài ra, có 4 gian hàng không đồng, với hơn 2.000 phần quà hỗ trợ cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, cùng với 13 gian hàng ăn uống, 2 gian hàng tư vấn pháp luật, 7 gian hàng trò chơi dân gian, phục vụ miễn phí cho đoàn viên người lao động. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng 60 phần quà trị giá 1,2 triệu đồng một phần và trao tặng 140 vé tàu xe hỗ trợ lao động về quê ăn Tết. Tham gia chương trình, người lao động còn được thưởng thức các chương trình văn nghệ, tham gia bốc thăm trúng thưởng với 50 giải thưởng có tổng trị giá 70 triệu đồng. Nhà văn hóa thanh niên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp cùng Quỹ thiện nguyện nhân ái huyện Xuyên Mộc, Huyện đoàn Xuyên Mộc và Trung tâm tư vấn sức khỏe phục hồi tự nhiên Merman Yoga tổ chức chương trình Tết trà yêu thương với chủ đề kết nối sức khỏe đến yêu thương. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Hát Dịch, thị xã Phú Mỹ vừa trao quà Tết cho 100 gia đình chính sách, hộ khó khăn trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tổng giá trị các phần quà 50 triệu đồng do các doanh nghiệp nhà hảo tâm hỗ trợ. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, huyện Long Điền đã thành lập các đoàn đi thăm tặng quà và chúc Tết các cụ tròn 90 tuổi trên địa bàn huyện. Tại gia đình các cụ tròn 90 tuổi, lãnh đạo huyện Long Điền đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các cụ, chúc các cụ luôn sống vui khỏe, hạnh phúc bên gia đình và con cháu. Nhân dịp này, đoàn đã gửi tặng mỗi cụ phần quà của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, gồm một khánh vàng, bằng mừng thọ 90 tuổi cùng 1.200.000 đồng tiền mặt. Chương trình giao lưu văn nghệ giữa đoàn viên thanh niên học sinh huyện Long Điền với sinh viên trường Đại học Hồng Kinh Hàn Quốc đã diễn ra tối qua 20 tháng 1 tại Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Long Điền. Đây là một trong chuỗi các hoạt động trong chuyến giao lưu văn hóa văn nghệ và tổ chức các hoạt động tình nguyện của đoàn giảng viên, sinh viên trường Đại học Hồng Kinh Hàn Quốc tại huyện Long Điền từ ngày 12 tháng 1 đến ngày 22 tháng 1. Chương trình giao lưu văn nghệ giữa sinh viên trường Đại học Hongsik Hàn Quốc với đoàn viên thanh niên và học sinh huyện Long Điền diễn ra sôi nổi với 13 tiết mục ca hát, nhảy hiện đại, dân vũ cùng các điệu múa truyền thống của hai đất nước Việt Nam Hàn Quốc. Trong khuôn khổ chương trình, trường Đại học Hongsik Hàn Quốc trao tặng 50 suất học bổng thắp sáng ước mơ, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học trên địa bàn huyện Long Điền. Chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, hơn 500 học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tham dự vòng chung kết cuộc thi học sinh sinh viên tài năng năm 2024. Chương trình do tỉnh đoàn Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức. Cuộc thi học sinh sinh viên tài năng năm 2024 do tỉnh đoàn Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu triển khai từ tháng 12 năm 2023.
cuộc thi nhằm tạo sân chơi giúp học sinh sinh viên Bà Rịa Vũng Tàu thể hiện năng khiếu văn nghệ của bản thân. Vượt qua các vòng thi, 16 đội thi xuất sắc có mặt tại vòng chung kết cuộc thi, 18 tiết mục xuất sắc được ban giám khảo trao giải. Quỹ hỗ trợ giáo dục và tài năng thể thao học đường Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ tổ chức chương trình truyền thông kỹ năng nâng cao năng lực tự bảo vệ bản thân cho hơn 200 cán bộ giáo viên và học sinh tại hai trường trung học cơ sở Minh Đạm và Phước Hải. Giáo viên học sinh trường trung học cơ sở Minh Đạm và Phước Hải, huyện Đất Đỏ được thông tin về vấn nạn học đường xâm hại trẻ em xảy ra trên cả nước thời gian qua, tìm hiểu những nguyên nhân, hậu quả của bạo lực học đường. Giáo viên học sinh còn được trang bị những kiến thức cơ bản về cách phòng chống bạo lực học đường, kỹ năng tự phòng vệ bản thân. Trường Mầm non Phước An tại phường 11 thành phố Vũng Tàu tổ chức lễ đón nhận danh hiệu trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2. Được thành lập từ năm 2016, trường Mầm non Phước An có tổng diện tích gần 4.000 m² với quy mô 18 phòng học và 6 phòng chức năng, được trang bị đầy đủ các trang thiết bị, trong đó có nhiều thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu của khoảng 550 học sinh. Hiện 100% giáo viên nhà trường đều đạt chuẩn về trình độ. Nhiều năm liền, trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến. Năm học 2023-2024, trường Mầm non Phước An được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn là đơn vị tiêu biểu tham gia thí điểm chương trình giáo dục mầm non mới. Tại chương trình Ký ức miền quê, hơn 500 học sinh trường tiểu học Nguyễn Thanh Đặng thành phố Bà Rịa tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm nghề thủ công truyền thống, các trò chơi dân gian của làng quê Việt Nam. Ngoài ra, các em còn được trải nghiệm mua sắm tại các gian hàng chợ quê ngày Tết, thưởng thức các tiết mục văn nghệ và tham gia các trò chơi sân khấu đặc sắc do nhà trường tổ chức. Chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức bế mạc tập huấn cán bộ năm 2024. Trong thời gian 4 ngày, các cán bộ chiến sĩ tham gia tập huấn đã đạt yêu cầu đề ra, nhất là tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, trọng điểm trong công tác chỉ đạo huấn luyện xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm 2024 và các năm tiếp theo. Tham gia lớp tập huấn, hơn 100 cán bộ làm công tác huấn luyện tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị, thành phố được nghiên cứu, học tập, trao đổi các nội dung, thống nhất tổ chức phương pháp chỉ đạo, điều hành diễn tập, tổ chức phương pháp điều hành kiểm tra cho chiến sĩ mới, công tác an toàn trong quản lý, sử dụng vũ khí, khí tài, đạn dược trong huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, nội dung phương pháp soạn thảo kế hoạch chiến đấu, bảo vệ cơ quan, đơn vị. Những thông tin trong lĩnh vực thể thao sẽ tiếp nối dòng thông tin. Thưa quý vị, câu lạc bộ Golf Buffalo 1985 thành phố Vũng Tàu vừa tổ chức thành công giải góp từ thiện chào xuân lần thứ 6 năm 2024 tại sân golf Paradise. Tham dự giải có 28 golfer, thi đấu gậy có tính điểm chấp áp dụng luật USGA vào luật sân. Trải qua gần 5 giờ thi đấu tại giải góp từ thiện chào xuân lần thứ 6 năm 2024, các golfer đã cống hiến nhiều pha bóng đẹp mắt, ấn tượng. Ban tổ chức cũng xác định được chủ nhân của giải Best Net, giải Best Pro, giải nhất, nhì, ba và ba giải kỹ thuật. Trước đó, các golfer tham dự giải đã quyên góp và trao 20 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng cho học sinh nghèo trên địa bàn phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu. Giải góp kết nối Bình Trị Thiên lần thứ nhất năm 2024 do Hội Những Người Yêu Góp Bình Trị Thiên tổ chức cũng vừa khép lại thành công tại sân golf Paradise, thành phố Vũng Tàu. 88 golfer tham dự giải được chia làm 3 bảng theo thứ tự điểm handicap, thi đấu gậy có tính điểm chấp. Với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, gồm 2 giải Nearest to Pin, 2 giải Blomqvist Prize, giải HIO trị giá 200 triệu đồng tại Hồ Park 3, đã tạo thêm sự hứng khởi, quyết tâm cho các golfer trong những màn tranh tài. Với thành công trong lần đầu tổ chức, ban tổ chức dự kiến phát triển thành giải thường niên gắn với những hoạt động cộng đồng ý nghĩa trong những năm tiếp theo. Quý vị đang theo dõi chương trình 60 cộng trên kênh truyền hình BRT. Chương trình trưa nay tiếp tục với những thông tin trong lĩnh vực kinh tế. Thưa quý vị, theo Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương, năm 2023, hoạt động thương mại điện tử có sự phát triển bứt phá, tăng trưởng thuộc top đầu thế giới,
Quy mô thương mại điện tử bán lẻ của Việt Nam năm qua dự kiến đạt 20,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 25% so với năm 2022. Đặc biệt thương mại điện tử chiếm gần 70% tỷ trọng của nền kinh tế số. Điều này chứng minh thương mại điện tử chính là động lực lớn nhất thúc đẩy nền kinh tế số của đất nước. Dự báo trong năm 2024, doanh thu trên các sàn bán lẻ trực tuyến ở Việt Nam tiếp tục tăng mạnh ở mức 35%, đạt khoảng 310.000 tỷ đồng. Đề ra định hướng và giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động thương mại điện tử và kinh tế số phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong năm 2024 và những năm tới. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương tập trung bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tăng cường liên kết vùng, phát triển xanh và bền vững, thu hẹp khoảng cách giữa các địa phương và vùng miền thông qua các nền tảng số. Thực hiện quyết định số 1163 của Chính phủ về chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đặt mục tiêu đến năm 2030 có trên 45% và đến năm 2045 có trên 70% doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia các sàn thương mại điện tử trong và ngoài nước, 100% hạ tầng thương mại khu vực thành thị vận hành bằng công nghệ số. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV vừa được tạp chí Asian Banking và Finance ABF trao giải thưởng Ngân hàng Phục vụ Khách hàng FDI tốt nhất Việt Nam năm 2023. Đây là năm thứ hai liên tiếp BIDV được trao tặng danh hiệu này. Giải thưởng được đánh giá và bình chọn bởi các chuyên gia của các công ty kiểm toán tư vấn hàng đầu thế giới. Đây là sự ghi nhận những nỗ lực và thành tựu nổi bật của BIDV trong công tác phục vụ khách hàng FDI. Xác định khách hàng doanh nghiệp FDI là một phân khúc khách hàng quan trọng. Từ năm 2016, BIDV đã thành lập Ban Khách hàng Doanh nghiệp nước ngoài nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ với các khách hàng FDI. Với mạng lưới rộng khắp gồm 1.100 chi nhánh và phòng giao dịch trong và ngoài nước cùng các đơn vị chuyên phục vụ khách hàng FDI, BIDV luôn sẵn sàng đồng hành cùng các doanh nghiệp FDI trong quá trình đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, hướng tới gia tăng giá trị cho chính doanh nghiệp và cộng đồng xã hội môi trường. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, BIDV đang có quan hệ và cung cấp sản phẩm dịch vụ cho gần 7.500 khách hàng FDI đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Cùng với nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục, phục vụ các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, các yêu cầu về dịch vụ điện của khách hàng cũng được Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu đảm bảo đáp ứng 100%. Để hỗ trợ tối đa cho khách hàng sử dụng điện, Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu đã tăng cường mở rộng các kênh tiếp nhận và tra cứu thông tin, giúp khách hàng trực tiếp sử dụng các dịch vụ điện mọi lúc mọi nơi và liên tục 24/24 giờ. Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu hiện đang cung cấp điện cho hơn 445.500 khách hàng. Đến cuối tháng 7 năm 2023, công ty đã hoàn thành thay thế lắp đặt 100% công tơ điện tử có chức năng thu thập dữ liệu từ xa. Do đó, khách hàng có thể truy cập vào Zalo, website, app chăm sóc khách hàng của ngành điện để tra cứu chỉ số, định mức tiêu thụ điện theo ngày, theo tuần, để chủ động theo dõi tình hình sử dụng điện của mình, từ đó điều chỉnh phương thức sử dụng điện theo hướng tiết kiệm và hiệu quả hơn trong dịp Tết. Theo ghi nhận từ các hệ thống bán lẻ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trong một tuần trở lại đây, sức tiêu thụ hàng hóa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang bắt đầu tăng cao từ 5 đến 20% so với ngày thường. Do đã chủ động nguồn cung nên hàng hóa lưu thông trên thị trường vẫn ổn định. Dự báo dịp Tết Nguyên đán năm nay, ngành hàng thực phẩm bánh kẹo, đồ khô, đồ uống sẽ tiêu thụ mạnh nên các doanh nghiệp, đơn vị bán lẻ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã sớm triển khai hợp tác thu mua sản lượng lớn các sản phẩm dành riêng cho thị trường Tết với các nhà cung cấp nhằm đảm bảo chất lượng và số lượng hàng hóa, đồng thời lên kế hoạch triển khai các chương trình ưu đãi kích cầu tiêu dùng. Việc chuẩn bị từ sớm cùng chiến lược bán hàng phù hợp, các hệ thống siêu thị đã đón đầu được sức mua của thị trường. Đơn cử tại hệ thống Co-op-mart, Go, Bách Hóa Xanh, sức mua đã dần tăng, tập trung cao vào giỏ quà Tết và các sản phẩm bánh kẹo, mứt đóng hộp, nước uống có ga. Theo số liệu thống kê của Sở Công Thương, đảm bảo nguồn hàng cung ứng cho thị trường Tết, hệ thống 3 Co-op-mart dự trữ hàng hóa trị giá khoảng 130 tỷ đồng, tăng 18%. Hệ thống 2 siêu thị Go dự trữ hàng hóa trị giá khoảng 100 tỷ đồng, tăng 52%. Lotte Mart dự trữ hàng hóa trị giá khoảng 52,7 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Ngành công thương Bà Rịa Vũng Tàu cho biết,
Hiện nguồn cung thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 rất dồi dào, đặc biệt là sản lượng thịt heo phục vụ dịp Tết sẽ không thiếu dù nhu cầu tiêu dùng tăng vọt. Đến thời điểm này, tình hình chăn nuôi của các doanh nghiệp trang trại và hộ cá thể trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ổn định, với tổng đàn heo khoảng 400.000 con heo. Tổng đàn này cơ bản đáp ứng được yêu cầu tiêu thụ thịt và các sản phẩm từ thịt heo cho dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Hiện giá heo hơi được thương lái thu mua dao động từ 50.000 đến 53.000 đồng một ký. Các sản phẩm thịt heo có xu hướng giữ ổn định từ giữa năm 2023 đến nay. Để ổn định nguồn cung thịt heo từ nay đến Tết, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình bệnh dịch tả heo châu Phi, nhất là tại các ổ dịch cũ, khu vực có nguy cơ bùng phát dịch cao. Thưa quý vị, đối với người kinh doanh, Tết là thời điểm thị trường hàng hóa luôn sôi động do người dân mua sắm nhiều hơn, doanh thu bán hàng vì thế cũng tăng cao hơn. Những năm trước, trước Tết Dương lịch, tiểu thương đã tăng lượng dự trữ hàng hóa để cung ứng cho thị trường mùa Tết. Thế nhưng năm nay, các tiểu thương lại khá dè dặt dự trữ hàng vì sức mua xuống thấp. Viễn cảnh bán buôn ế ẩm kéo dài từ đầu năm 2023 lan đến thời điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn khiến tiểu thương ngập tràn lo lắng. Trầm lắng thị trường Tết tại các chợ truyền thống là nội dung được chúng tôi chuyển tải trong tiêu điểm 60 cộng trưa nay. Đây là những hình ảnh mà phóng viên thời sự ghi lại tại khu vực nhà lồng chính chợ Long Điền, huyện Long Điền. Mặc dù là ngày nghỉ cuối tuần, lại là cao điểm mua sắm Tết Nguyên đán, nhưng chợ vắng hoe. Không có khách mua hàng, các tiểu thương khá thông dong ngồi xem phim trên điện thoại. Nhiều tiểu thương chia sẻ, tình hình kinh doanh mùa vụ Tết năm nay bết bát nhất trong các năm bết bát. Thì bán hàng dép đây là cũng 20 mấy năm nay rồi. Mà năm nay Tết năm nay là te tu luôn, bán là không thấy người lên. Mà trên đầu em thấy bây giờ nó vắng, thật là vắng luôn. Chỉ có một mình gian hàng chị à. Còn bao nhiêu một số về nhà, một số giờ xuống đất hết. Một ngày chỉ bán được 1-2 đôi dép rồi. Bán chợ riết chát lắm, chợ này chỉ giờ bán từ sáng tới trưa rồi. Từ trưa tới chiều là không có người nào lên hết. Không chỉ ngành hàng thời trang, ngành hàng bánh mứt, đồ khô phục vụ thị trường Tết cũng chung tình cảnh. Hàng hóa được nhập về bày bán rất nhiều nhưng không có người mua. Tiêu thụ chậm nên hầu hết tiểu thương chẳng dám nhập thêm hàng, mà bán đến đâu nhập hàng về đến đó. Năm nay rất là thấp, thì không biết lý do thì kinh tế nước mình sao, nhưng mà thực chất là công nhân đi làm cũng nghỉ việc sớm quá giờ không bán được. Rồi nếu mà do còn về phía cửa hàng thì nhập hàng rất là ít, so khoảng chừng từ 40% so với năm ngoái. Tại chợ Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, khu vực nhà lồng chính có khoảng 100 tiểu thương kinh doanh ngành hàng thời trang, hóa mỹ phẩm, tạp hóa, cũng rơi vào tình cảnh buôn bán ế ẩm. Nhiều hộ kinh doanh chỉ bán một vài sản phẩm trên ngày, thậm chí có hộ cả tuần không có khách mua. Buôn bán chạy, người nào mua được thì mua, muốn được thì thôi, biết làm sao giờ. Năm ngoái vậy bán còn được hơn chút, năm nay còn bán tệ hơn gấp đôi. Theo ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự, tình hình kinh doanh ế ẩm diễn ra ở 79 chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nguyên nhân của tình cảnh ế ẩm này là do kinh tế khó khăn, thu nhập giảm sút, nên người dân thắt chặt chi tiêu và chỉ mua sắm khi thực sự cần thiết. Công ty thì giải thể, công nhân không có tiền ra mua sắm. Thì mình cũng nhờ qua nhờ lại, thì mình mua bán, mình cũng nhờ người nọ người kia, nông dân đồ này kia. Thì năm nay cái gì cũng dễ thất mùa, giá cả thì xuống. Rồi công nhân đó thì công ty thì phá sản rồi cho nghỉ sớm, nghĩa là cũng không có tiền ra mua. Nên là mình bán ở đây thì cũng nhờ người ta, thì người ta không có tiền thì mình cũng không bán được. Đó, so với mỗi năm là thua nhiều. Bên cạnh các yếu tố khách quan, chợ truyền thống ế ẩm còn do không thể cạnh tranh về tính đa dạng sản phẩm, giá cả và cả chế độ phục vụ với loại hình kinh doanh hiện đại tại các trung tâm mua sắm, cửa hàng tiện lợi, siêu thị. Sức mua yếu nên các tiểu thương chợ truyền thống chuẩn bị hàng hóa Tết theo kiểu cầm chừng, bán hết đến đâu, nhập hàng đến đó, nhằm hạn chế tối đa tình trạng ôm hàng, chôn vốn. Theo nhận định của Ban Quản lý các chợ truyền thống, thị trường trong 7 ngày cận Tết, bắt đầu từ 23 tháng Chạp âm lịch trở đi, sức tiêu dùng sẽ chỉ tăng nhẹ khoảng 5% so với ngày thường.
Thưa quý vị, chợ truyền thống là loại hình kinh doanh thương mại có từ rất lâu đời. Duy trì và phát triển hiệu quả mạng lưới chợ sẽ góp phần mở rộng thị trường, đẩy mạnh lưu thông hàng hóa và kinh doanh dịch vụ, thúc đẩy phát triển sản xuất. Tuy nhiên, theo xu hướng tiêu dùng ngày càng thay đổi, các kênh bán hàng truyền thống phải thay đổi, cải tiến mạnh mẽ mới có thể cạnh tranh với các loại hình khác trong bối cảnh hiện nay. Phần tiêu điểm 60 cộng cũng đã khép lại chương trình 60 cộng trưa nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình bản tin thời sự tiếp theo.